chợ Bình Đại. Ngân hàng cũng gần khách hàng này. Ngân hàng Alibank. Đi dây sẵn luôn, sau này mình có thì mình làm đi cộng dây sẵn luôn cũng được, để sau này mình làm xong rồi mình không có muốn gắn nữa thì không làm được, nhưng mà giờ mình đi sẵn nữa, muốn gắn nữa thì mình làm được vậy thôi. Dạ. Ngân hàng Đông Á. Chuyển vật tư lên. Dạ. Ấm ra vô kêu rồi rửa chảo không rửa thôi. Hồi nào? Trời lâu rồi nè. Có mấy tháng. Kêu có tụi nhà không? Có á, kêu vô cầu tôm rồi như bãi rác đó. Trời ơi, sao hồi nào cho tôi không nhớ chứ. Còn mấy tháng. Vì hôm đó tôi có vô sửa cho ông lần mà nói gì không vô sửa. Rút ra rồi phải không? Bây giờ sửa chưa? Chưa. Vậy bữa nào vô gắn cho chứ anh em không mà làm gì không sửa không nội. Chắc bữa tôi mắc công chuyện hay gì chứ. Hả? Chắc tôi mắc công chuyện hay gì không đi chứ. Sao không đi anh em không đó giờ. Mối không mà nói không đi sao không đi không nội. Chờ hoài không vô. Có hứa không? Có hứa không vô. Vậy là quên hay sao đó không ơi. Thì bữa nào ông có nhà ông nhắc tôi nghe. Ừ. Còn số điện thoại không? Còn số điện thoại không? Số điện thoại đó. Ừ. Trong đầu ấy đó. Ừ. Ừ. Đây nhỏ mà áo vàng rồi. Đâu? Đó. Trời ơi, nhỏ. Trời ơi. Với chỗ quần cô quần anh nội. Ừ. Tôi muốn nói kia đó nó dịch dịch cái đít nó xuống rồi. Nó về đưa cho bà xã thôi. Vợ tôi là bà. Quay máy anh này chuyển vật tư lên mà nãy giờ chưa thấy lên. Từ từ. Hay án chế cái này chuyển lên hay ghê. Nó mới tội đó. Bấm nút tự. Gì
gì qua chứ chỉ nhật tư nè. Chơi cái này hay ghê. Chơi này chắc cứu hơn ba cái vụ con cẩu mà đâu mẹ nó đưa đồ lên bứt cáp cái đụ mẹ nó cặp bứt cáp lại nó rớt cái rồi thôi. Dầu nó cái này có bị bứt cáp hay gì đó cũng nằm ở trong nó nằm trong cái khung của nó, nằm cái khung trong cái vàng giá. Còn cho hai thùng hột khô nha. Này chỉ cần bấm nút rồi lên ha. Chế là chuyển vật tư hay nhẹ nhàng. Còn một thùng nữa bao đổ vô là nó gạch chuyển gạch. Rồi, có chiếc xe kéo vô luôn, rất là dễ, nhẹ nhàng. Chứ vậy mà dưới mà mình chuyển lên tên mình mất thời gian dữ lắm ha. Mất thời gian. Nhưng mà chuẩn giá chừng hai lần như vậy, dục cặp giò luôn, mỗi giò ngồi. Ồ, anh thấy anh quen quen thôi. Nhà gần đây phải không? Mình thắng không? Phúc Vũ. Ừ, biết biết chim đã thấy anh quen như là muốn là thôi về mấy anh em phải làm nghe. Rồi, rồi về đi làm á. Bữa nào có gì em điện nghe. Đây là dán gạch bình thường ha. Ừ. Cái này mình mắc máy. Cái này mình dán là mình sẵn tới đâu rồi mình dán lên. Vậy xong hả anh Chánh? Bây giờ vậy. Có gì alo em về em đi làm à? Vậy thôi chứ đâu còn cái nào. Dạ anh Khánh ơi. Ở chỗ cháu gắn làm gì? Dạ. Đây là khu vực chợ bên đại. Nhìn từ trên nóc nhà xuống. Cái này từ gần 1 mét đó.